Một phương pháp diệt trừ sâu hại mới đang được giới thiệu đến người nông dân Việt Nam. Phương pháp này đến từ Hàn Quốc, được cho là hiệu quả hơn và thân thiện với môi trường. Vẫn là chiếc máy dùng để phun các loại thuốc trừ sâu phổ thông. Tuy nhiên, sản phẩm có kết hợp với một loại dung môi pha với một lượng thuốc bảo vệ thực vật đã được định lượng. Khi máy hoạt động sẽ không phun ra dạng nước thông thường mà khuếch tán dưới dạng khói. Chính vì thế sẽ không làm chết vi sinh có lợi như cách phun truyền thống, đồng thời tiết kiệm được khoảng 1/3 lượng thuốc sử dụng. Bên cạnh việc sử dụng trong nông nghiệp, giải pháp này còn có thể áp dụng trong y tế như dùng để phun diệt khuẩn các tòa nhà cao tầng, phun phòng ngừa dịch bệnh, diệt muỗi để phòng trừ dịch bệnh. Chiều nay 4 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã chính thức công bố chủ nhân giải Nobel vật lý.